Kính thưa quý bà con và bạn xem đài, đây là một cái vườn tại ấp Bình Trị, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Như quý bà con thấy, đây là cái vườn đang giai đoạn là đậu trái rất là tốt. Cây, dàn cây rất là sung, khỏe. Để được cái vườn như thế này, phải nói là nhờ anh chủ vườn đã áp dụng cái bộ sản phẩm từ siêu lăng tạo mầm để cho nó ra hoa đồng loạt, bộ sản phẩm tăng đậu quả của công ty Đường Trang mà được như thế này. Dạ, xin chào anh Mộng, xin anh giới thiệu về bản thân mình. Và trong thời gian qua anh áp dụng sản phẩm Điền Trang như thế nào thì để anh nói cho bà con được rõ. Dạ, em là Nguyễn Văn Mộng ở ấp Bình Trị, xã Anh Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sầu riêng em là được 5 năm tuổi, em dùng siêu lăng tạo mầm là cây 3 gram trên một cây. Dạ. Sau đó tới tuần lễ sau phun tạo mầm xong 20 ngày sau mới xịt phát lo, nó ra bông điều, thấy nó cũng mập rồi này kia mới dùng bộ này. Dạ. Em bộ, xịt lên bộ này là bộ siêu đậu trái, siêu đậu trái của sầu riêng của Đường Trang. Dạ. Là em mới thấy xịt lên thấy cũng kết quả, bông cũng mập, thấy bởi với bà con thấy là nó cũng bự tới cái trái rồi đứt ly. Tức là anh xin lỗi, là anh phun á là phun giai đoạn mà bông nó là dài trước khi bông nó nở đúng không ạ? Dạ, trước khi dạ, sổ nhị dạ, dạ. Là trước khi sổ nhị là anh phun cái siêu đậu trái sầu riêng này là mấy lần? Dạ, hai lần tên một dạ. Rồi sau đậu trái là anh phun tới thì đến giờ là mấy lần nữa? Là hai lần nữa anh. À, hai lần tức là bốn lần. Trong quá trình xử lý ra hoa, được biết là anh có sử dụng cái sản phẩm mà trung vi lượng, cái xô trung vi lượng Anomid, thì anh bón liều lượng như thế nào và bón lúc nào? Em cũng dùng trung vi lượng trước khi ra bông, cũng có dùng cây 3 gram. Dạ. 3 gram tức là 300 gram. Dạ, một gốc. Dạ. Thì anh đánh giá là bây giờ ra bông tốt và việc đậu trái rất là đạt. Dạ. Em thấy nó cũng đạt xuống 90% ăn lên. Dạ. Thứ hai đó là cái dàn lá rất là giòn, rất là tốt. Vậy cũng còn lá. Sau đây chúng tôi sẽ trình bày cho bà con một cái công nghệ mới của công ty phân bón Điền Trang, là ứng dụng cái chất điều hòa độ ẩm trong cái phân bón. Đây là một cái chất mà chúng tôi đã đưa trong cái phân hữu cơ vi sinh. Bà con thấy đây là những cái mẫu. Và đây là cái bình không thôi ha. Dạ. Và đây là một cái chai nước không thôi. Dạ. Xin mời anh đầu tiên là anh sẽ khui chai nước, anh đổ vào đây. Và chúng tôi sẽ đưa cái chất điều hòa độ ẩm này vào. Thì đây là một cái chất mà khả năng nó hút ẩm gấp 300 lần à, để cho bà con ứng dụng vô phân bón. Bón vào trong cái vườn thì nó giữ ẩm cho đất, điều hòa độ ẩm, để giúp bà con hạn chế cái vấn đề hạn mặn trong cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Dạ, yeah. Sau đây chúng tôi sẽ làm cho bà con được rõ. Đây. Chúng tôi sẽ lấy là cái chất này đưa vào đây. Rồi. Sau đây là ở đây là nước trắng nha bà con. Chúng tôi sẽ chế vào cho bà con sẽ được rõ. Thì sau khi bỏ vào chúng tôi lắc nè. Thì bà con thấy nó sẽ diễn biến từ từ. Và nó đang cô đặc lại từ từ. Đó. Bắt đầu sệt. Và càng lắc nó càng đặc. À, đúng không anh? Yeah. Do đó là bắt đầu chúng tôi sẽ tiếp tục chế thêm một cái lượng nước nữa. Đó. Thì sau khi chế nước thì rõ ràng chỉ cần một cái lượng nhỏ thôi, với cái lượng nước như thế này bà con thấy là nó cô đặc lại, chứng tỏ một cái điều, đây là một cái chất khả năng hút ẩm giữ nước rất là lớn, khả năng giữ nước gấp 300 lần và rõ ràng với cái chất điều hòa độ ẩm này chúng tôi ứng dụng vào trong cái phân bón hữu cơ vi sinh. Đây là cái sản phẩm mà Tricomid Plus dạng con voi. Thì chúng tôi ứng dụng công nghệ này vào để giúp bà con chúng ta khi bón vào trong đất sẽ giúp giữ ẩm cho đất, điều hòa độ ẩm và kéo dài cái thời gian tưới nước, để trong cái điều kiện hạn mặn mà biến đổi khí hậu như hiện nay thì rõ ràng cái nguồn nước là cực kỳ quan trọng. Do đó công nghệ mà giữ ẩm, điều hòa độ ẩm trong đất là một việc làm của nhà vườn chúng ta rất cần. Dạ. Thì theo anh thì bước tiếp theo anh thấy như thế nào
Thì em cũng có dùng cái sản phẩm này rồi mà em thấy rễ nó cũng vẫn là tốt. Tên hạn mặn này, cây trái rồi này giờ thấy cũng là giờ bà con cũng mặn tới rồi, bà con phải gắng kiếm phần này đang dùng vô đang cho nó cây nó tốt. Giai đoạn đậu trái xong thì bây giờ giai đoạn này là anh chuẩn bị sẽ bón phần hữu cơ. Cái liều anh, nếu mà cái cây như vậy anh sẽ bón bao nhiêu, anh sử dụng như thế nào? Thì em phân này là cây có vậy với trái có vậy, là sau này em là phải làm một cây là 5 kg lên một cây. Quý bà con, hôm nay là ngày 7 tháng 2 2020, chúng tôi đang đứng trong cái vườn tại ấp Bình Trị, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì trong cái được biết mấy hôm nay là độ mặn đang xâm nhiễm từ ngoài sông vô kênh rạch và trong mương, thì chúng tôi sẽ tiến hành đo độ mặn để xác định độ mặn để giúp bà con chúng ta tưới trên cái vườn mình được hay không. Dạ, xin mời anh Mộng chủ vườn tiến hành lấy mẫu nước nha. Chúng tôi sẽ đo bằng cái dụng cụ là hiệu SA287, đo độ mặn của công ty Bảo An nhập khẩu. Thì chúng tôi sẽ tiến hành đo độ mặn từ cái nguồn nước của vườn sầu riêng của bà con ở đây. Đây thì bà con thấy cái con số đầu tiên mở nguồn và con số này số 0. Và khi chúng tôi sẽ tiến hành đo vào đây thì hiện tại cái mực nước trong mương của cái chủ vườn này là 0,1 ngàn, tức là với cái độ mặn như thế này là bà con được phép tưới trên cái vườn của mình và không ảnh hưởng đến cái cây sầu riêng. Thì thông thường theo khuyến cáo của các cơ quan nhà khoa học và cái các cơ quan chính quyền thì từ 0,2, 0,1, 0,2 là được phép tưới thoải mái, và từ trên 0,2 đến 0,5 là hạn chế tưới. Và nếu mà cái độ mặn mà trên 0,5 trở đi thì không nên tưới. Sau khi đo mẫu nước tại vườn ấp Bình Trị, xã Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang thì chúng tôi được bà con mang lại hai cái mẫu nước được lấy tại cầu Trà Tân thuộc ấp 12 Long Trung, Cai Lậy, Tiền Giang. Đây là một cái nhánh sông chính của sông Tiền. Thì chúng tôi sẽ tiến hành đo cái độ mặn. Thì đây, thì bà con thấy là với cái mực nước này chúng tôi đo. Thì bà con thấy là hiện tại là 1.0 phần ngàn. Đây, 1.0 phần ngàn. Với cái độ mặn như thế này thì cái vườn chúng ta không thể tưới được, không được tưới. Và cái mẫu thứ hai chúng tôi sẽ tiến hành cũng đo. Mẫu thứ hai cũng tại xã Long Trung, Cai Lậy, Tiền Giang. Mẫu này cũng là 1.0 phần ngàn. Như đã nói, với cái độ mặn 1.0 phần ngàn như thế này thì tất cả nhà vườn trồng cây ăn trái, đặc biệt là sầu riêng, chúng ta không được tưới ở vườn. Bởi vì càng tưới nó sẽ gây tác động làm cho rễ bị cháy rễ, lá nó bị cháy lá và gây thiệt hại cho cái vườn chúng ta. Càng tưới cái độ mặn nó càng tích lũy trong vườn và rất là khó để chúng ta rửa đi. Chúng tôi đang có mặt tại một cái vườn tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đây là cái vườn sầu riêng ri 6 đang chuẩn bị thu hoạch để được cái cây khỏe, trái to, tròn đều, đẹp, trái không bị bể gai, cây khỏe xanh tốt như thế này. Trong cái điều kiện hạn mặn đang tấn công vào dịp thời điểm giờ là rằm tháng giêng thì độ mặn là không được tưới nha, trên 1 phần ngàn. Với cái độ mặn như vậy và cái điều kiện xung quanh thời tiết khắc nghiệt và độ mặn ảnh hưởng đến cái vườn, thì mà cái vườn được như thế này thì chủ vườn phải có những cái giải pháp và bí quyết riêng. Chú Bảy cho biết là cái trong thời gian qua chú áp dụng bộ sản phẩm, những giải pháp như thế nào mà để được cái vườn mình như thế này ạ? Thì cũng thưa bà con là
trong thời gian vừa qua tôi cũng xài cái bộ sản phẩm của Điền Trang. Nó thì thấy cây nó vẫn xanh tốt, nó tái là cũng rất đẹp xanh, nhưng mà nó không có bị bể gai. Thì vừa qua thì tới nay thì nước mặn nó cũng xâm nhập rất nhiều, nhưng mà tôi không có tưới, hạn chế, nhưng mà cái mô vẫn giữ được ẩm. Thì vậy tôi cũng mong muốn bà con là nên dùng bộ sản phẩm này của Điền Trang để giữ cái vườn cây mình cho nó tốt hơn. Rồi sau đó là tôi dùng á, phân này là cũng như là tôi dùng một năm là cái bao kế đó. Thì nó giữ được ẩm cho nên cây trái của mình nó vẫn tốt như bình thường. Thứ hai nữa là trái khi bản là bằng cổ tay, thì tôi dùng cái loại là dưỡng rễ với cái thùng can tảo này á, để dưỡng trái cho nó mau lớn hơn và cây nó khỏe hơn. Với cái bộ giải pháp chú đã sử dụng thì với cái liều lượng sử dụng như thế nào và cách sử dụng như thế nào, xin chú Bảy cho bà con được rõ hơn ạ. Thì thời gian tôi sử dụng là mỗi một vụ, vậy là khi nó nhú đọt, nhú đọt là tôi sử dụng là 2 đợt. Rồi một khi là nó ra bông là tôi sử dụng 1 đợt nữa. Khi nó ra trái nó tưởng thành là nuôi trái ra là sử dụng 2 đợt. Rồi cộng thêm với là cái can tảo này dưỡng rễ để cho cây là nó trái nó đẹp hơn, rễ tốt hơn, nó mau lớn nữa. Cây hiện giờ mặc dầu nước mặn nhưng mà tôi ngưng tưới nay khoảng 5 ngày nhưng bộ lá còn vẫn giữ được, nó không có bị rụng. Bà con nên sử dụng bộ sản phẩm này để vườn cây của mình nó bảo đảm hơn, rễ tốt hơn. Như cái ý kiến của chú Bảy ở đây thì rõ ràng với cái vườn mà nó bộ lá tốt, trái gần thu hoạch nhưng vẫn ổn định, đặc biệt là hơn 5 ngày nay chú không có tưới do điều kiện mặn tấn công, nhưng mà cái nền đất vẫn còn ẩm, cây khỏe, nó không bị xuống sức, đó là nhờ một cái công nghệ đặc biệt của công ty Điền Trang, đó là công nghệ Blue được chúng tôi đưa vào trong phân bón. Công nghệ Blue là một cái công nghệ đặc biệt của công ty Điền Trang nghiên cứu và ứng dụng vào, tức là khả năng giữ ẩm gấp 300 lần, điều hòa độ ẩm, giữ ẩm cho đất và nó hút nước dinh dưỡng, nó nhả ra từ 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 cho cây, giúp cho bà con chúng ta đỡ tưới, nó giữ ẩm trong mô, trong vườn của chúng ta vượt qua cái điều kiện hạn mặn, và đặc biệt là nó tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây chống chịu lại kháng bệnh, rồi điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết, đặc biệt là điều kiện hạn mặn trong cái bối cảnh năm 2020 nó gây hại cho vườn cây ăn trái của bà con. Đó là những cái điều đặc biệt các nhà vườn nên ứng dụng để giúp bà con hạn chế tác động của hạn mặn cho vườn cây ăn trái, đặc biệt là vườn sầu riêng.